Xin chào mọi người đã trở lại với livestream của Thẩm mỹ Tóc Study. Hiện tại thì tôi đang ở cùng một vị khách hàng hôm nay đến cách chỉ dịch vụ mài gồ mũi và ghép sụn đầu mũi để cải thiện và chỉnh cái đầu mũi nó dài hơn và nó thon gọn hơn. Thì trước khi đến với kết quả sau phẫu thuật thì chúng ta cùng xem cái tình trạng mũi trước của khách hàng nhé. Đây, chị ơi chị cầm giúp em ạ. Em cảm ơn chị. Các bạn có thể quan sát ạ, mũi trước khi phẫu thuật là rất là gồ và bác sĩ chỉ định là mũi khách hàng bị gồ độ 2. Đấy. Đây các bạn có nhìn thấy thể nhìn thấy. Ở đấy, mũi rất là gồ ạ. Theo quan niệm mọi người thì mũi gồ thì thường ảnh hưởng đến phong thủy nên là khách hàng quyết định thực hiện phẫu thuật mài gồ để vừa chỉnh sửa cái thẩm mỹ và vừa chỉnh sửa cái cải thiện cái phong thủy của mình. Và còn đầu mũi của khách hàng thì cũng khá là ngắn. Đây đây là góc bên phải bên trái ạ, mũi khá là gồ, cái đầu mũi của khách hàng đây ạ, bạn nhìn thấy đầu mũi thì khá là ngắn và tròn đấy. Còn đây là cái kết quả sau phẫu thuật được, mình làm phẫu thuật được mấy ngày hả chị? Mình đã phẫu thuật được 10 ngày rồi. À đấy là hôm nay sau cắt chỉ 10 ngày mà các bạn thấy là hầu như là không thâm tím và nề nhiều đấy, các bạn có thể quan sát ạ. Đầu mũi cũng đã được kéo dài ra và đây em có thể quay cái góc nghiêng. Bây giờ mũi đã rất là cân đối thẳng trục và không còn gồ ạ. Đấy, bạn nhìn thấy rất là đẹp và tự nhiên ạ. Chị ơi, mình bây giờ còn đau không hả chị? Không đau gì cả. Vâng, thế sau phẫu thuật về nhà thì mình chỉ đau tai thôi đúng không ạ? Vâng. Đau tai. Vâng, với cái dịch vụ phẫu thuật mài gồ này thì chúng ta sẽ làm tiền mê các bạn nhé. Các bạn sẽ ngủ nhẹ ở trong quá trình phẫu thuật nên là hầu như là không đau đớn hay là khó chịu gì đâu. Về nhà thì chỉ đau tai một tí thôi, còn hầu như là với cái kỹ thuật nhẹ nhàng của bác sĩ Điền thì sẽ không sưng nề bầm tím nhiều ạ. Cái phần đỏ này là do cái băng dính dán cố định cái phần trục mũi bạn nhé. Còn các bạn thấy thì bây giờ không hề sợ sưng nề và bầm tím nhiều đâu ạ. Đấy. Còn cái phần gồ thì đã cải thiện rất là cải thiện luôn. Góc nghiêng thần thánh đấy ạ. Vì là mũi bạn ấy đã có sống rồi nên là thành ra là không cần đặt đồng không cần đặt sống mũi nữa mà chỉ bạn có nhu cầu là chỉ chỉnh cái đầu mũi cho thon gọn thôi. Đấy các bạn quan sát. Và bây giờ khách hàng thì không có nhiều thời gian nên tôi xin phép là dừng livestream ở đây. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ để ở bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức nhé. Vâng, chị ơi em cảm ơn chị đã chia sẻ cho chúng em cái kết quả sau phẫu thuật chị nhé. Vâng, thế em xin phép dừng livestream ở đây ạ.